Chào các bạn, thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại căn 55m2. Thì căn này là thiết kế một phòng ngủ, một nhà vệ sinh mọi người nhé. Thì căn của chúng ta là căn 103, tầng số 10, căn số 3. Giang sẽ mời mọi người vào xem cái căn số 3 này. Thì từ bên ngoài bước vào á, thì chủ đầu tư họ bàn giao cho mình một cái hệ thống cửa Galaxy loại thép chống cháy, tích hợp thương hiệu khóa gieo của Mỹ mọi người nhé. Khóa gieo này 3 chức năng nha. Rồi, từ bên ngoài bước vào á, thì khu vực bên tay phải của chúng ta đây là chủ đầu tư họ chừa một không gian để mình lắp đặt cái tủ lạnh ở đây. Thì kế bên tủ lạnh của mình là hệ thống bếp. Hệ thống bếp là đến từ hai thương hiệu. Thương hiệu thứ nhất đó là Hubler của Đức, và thương hiệu thứ hai đó là gỗ Kata của An Cường. Gỗ Kata này hệ thống tủ là chống va đập mọi người nhé. Dù mọi người đóng mạnh cách nào mấy á, nó cũng không có va đập. Nó sẽ tránh được cái trường hợp kẹt tay ha mọi người. Không nhìn thấy nè, đó. Rất là ấm nha. Thì khu vực này chủ đầu tư họ thiết kế một khoảng trống để mọi người làm lắp đặt một cái lò nướng, đặt ở dưới đây nha mọi người nhé. Khu vực lò nướng. Còn khu vực phía trên cái lò nướng á, là chủ đầu tư bàn giao tặng cho mọi người luôn. Đó là hệ thống bếp 3 vùng nấu thương hiệu Hubler và máy hút mùi thương hiệu Hubler luôn mọi người nhé. Rồi đây là khu vực không gian phòng khách mọi người, cực kỳ là lớn và cực kỳ là rộng luôn ha. Sở hữu căn hộ này tuyệt vời luôn. View thì mọi người khỏi phải nói luôn. View từ không gian phòng không gian cái ban công của chúng ta nè, ban công chúng ta từ bên này luôn, kéo dài qua tới bên phòng ngủ luôn. Đó, mọi người thấy không ạ? View cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Ở đây mình ngắm view là tầng 10 thôi mà view xuất sắc như vậy rồi. Mọi người thấy không ạ? Lên tầng càng cao là view càng đẹp mọi người nhé. Cửa này là cửa window door. Thì đây là cửa cách âm. Rồi. Rồi mình Giang sẽ xin mọi người vào cái phòng ngủ ha. Đó, nãy Giang cũng có nói cái phòng ngủ của chúng ta là kết nối thông nè. Mọi người thấy không ạ? Đó, nó thông, cực kỳ là thoáng luôn nha mọi người. Đó. Rồi, trong cái phòng ngủ cũng lát sàn gỗ ha. Rồi, Giang sẽ chia sẻ ra cái phòng nhà vệ sinh, nó cực kỳ là hay luôn ha. Nhà vệ sinh này hai cửa nha mọi người. Người di chuyển nè, di chuyển Giang nè. Đó, nhà vệ sinh hai cửa. Bước qua thoáng luôn. Đó, rất là tiện lợi. Mình khỏi phải bước cái cửa chính mà mình bước cái cửa phụ là mình đi vô luôn. Đó. Thì nhà vệ sinh thì Giang cũng chia sẻ nhiều rồi. Đây là cũng đến từ thương hiệu Hubler của Đức luôn, những cái nội thất phụ kiện đi kèm. Và trên cái nhà vệ sinh này á, chủ đầu tư An Gia họ lắp đặt cho mình một cái vòi tắm mưa, vòi sen nè và cái vòi nước ở đây luôn. Rồi, Giang xin mời mọi người di chuyển ra ha. Thì chủ đầu tư hướng đến những cái anh chị nào muốn sống một độc thân thì có thể sở hữu cái căn này. Rồi, Giang cảm ơn anh chị đã xem qua cái video căn một phòng ngủ một nhà vệ sinh 55m2. Anh chị nào muốn sở hữu ngay thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị đến xem thực tế và mình chọn được cái căn ưng ý mọi người nhé. Hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ 55m2 của chủ đầu tư An Gia. Xin chào anh chị.